Vẫn liên quan đến tin về chính trị, dân biểu Đức sẽ ủng hộ cho tù nhân lương tâm Hoàng Bình đến khi được tự do và phục hồi danh dự. Theo đó, thì dân biểu Julian Parkey, cựu Quốc hội Liên bang Đức, trong bài phỏng vấn gần đây khẳng định bảo vệ môi trường không phải là một tội phạm và sẽ yểm trợ cho một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam cho đến khi ông này được trả tự do. Hồi tháng 1 năm 2022, dân biểu Julian Parkey thuộc khối Liên minh Đảng 290 Đảng Xanh tuyên bố bảo trợ cho ông Hoàng Đức Bình, hay còn gọi là Hoàng Bình, người bị tuyên án 14 năm tù giam vì đã tường trình về thảm họa môi trường do nhà máy gang thép Hương Nghiệp Formosa gây ra hồi năm 2016. Bài phỏng vấn dân biểu này đăng trên trang mạng của Quốc hội Liên bang Đức vào ngày 27 tháng 7, được tổ chức Video, mạng lưới người bảo vệ nhân quyền, dịch lại sang tiếng Việt. Theo đó, thì ông Julian cho biết bản thân đã viết thư cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do tức khắc vô điều kiện cho ông Bình, cũng như tôn trọng những quy ước tối thiểu của Liên Hiệp Quốc về việc đối xử với tù nhân, hay còn gọi là quy ước Nelson Mandela. Ông kêu gọi Việt Nam thực thi những cam kết của mình về nhân quyền, trong đó có sự tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp như được quy định trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Với việc nhận bảo trợ nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, dân biểu Julian nói ông sẽ yểm trợ cho đến khi tù nhân lương tâm này được trao trả tự do và phục hồi danh dự. Parkey là dân biểu Đức thứ hai nhận bảo trợ cho Hoàng Đức Bình. Trong nhiệm kỳ quốc hội trước, bà Margaret Boissy thuộc khối Liên minh 90 Đảng Xanh đưa ông Hoàng Đức Bình vào chương trình bảo trợ. Chương trình bảo trợ tù nhân lương tâm là sự mở rộng của chương trình dân biểu bảo trợ cho dân biểu. Ngoài dân biểu Đức, nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ cũng nhận bảo trợ cho người hoạt động Việt Nam, như trường hợp dân biểu Alan Lowenthal bảo trợ cho luật sư Nguyễn Văn Đài, ông Nguyễn Tiến Trung và nhà báo của Đài Á Châu Tự Do là ông Nguyễn Văn Hóa. Thượng nghị sĩ Ben Cardin bảo trợ cho ông cụ Huy Hòa Vũ, và gần đây nhất là dân biểu Ro Khanna nhận bảo trợ cho nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo Phạm Đoan Trang.